Rồi em Bảy xin chào cả anh em ha. Bữa nay em sẽ lên cho anh em là một mớ cần nè. Đa số là cần lua là nhiều nha mọi người ha. Bữa nay cần lua nhiều, cần em bữa nay em có cần phen lá nha, cần rút mini, cần cắm gốc, rồi hi chi, rồi máy ngang nha. Cần máy ngang cũng có luôn. Đó. Thì đây bữa nay là em lên kỳ là 761 nha, ngày 23 tây tháng 11. Đó, rồi lên hàng cho anh em nha. Cần hôm nay cũng khá là đẹp. Anh em nào mà chơi lua mà lua gần rồi đó, hay là lua cần dài, lua dài ha. Bữa nay em có từ là cần lua từ là dao động tầm khoảng gần như là 2m4 hay là 2m gì đó. Nó dài tới là 3m3 luôn đó mọi người nha. Dòng Seabass em lua gần đồ đó. Rồi đây, tiếp theo. Đây, đầu tiên thì em sẽ lên cho anh em một cây cần lua nè. Một cây cần lua dài này, độ dài nó 2m7 quá. Cây này dài, cây này dài 9m nè, phải 2m76 hay sao đó, 9.2. Cây này dài 9.2 nha, cỡ 2m76 đi. Đây, cây này còn khá là đẹp luôn. Độ mới ba anh em là tầm khoảng cỡ là 85% trở lên nha. Đó, độ cứng M như thật sự, cây mấy cây này độ cứng thực nó cỡ hơn M không à. Đây, cỡ M đi ha. Lua nó tầm khoảng 40g đổ về. Anh em muốn chơi cỡ 40g đổ về, anh em chơi cây này. Đây, khoen là khoen bách hãng nha mọi người. Đây, lòng sứ là sứ xích luôn á. Nha. Càng còn khá là đẹp luôn. Đây, cán là cá mút nha, cán dài nè ha. Dưới đây thì nó có qua dao. Rồi, cây này cân nặng của nó là 250g nha. Rồi, đây 250g cho anh em mình. Rồi mã số này là mã số 1 nha anh em. Cây này em để cho anh em với giá là 800k nha. Cần carbon. Cây này cần carbon, khoen được ba to lắm nè. Đó, anh em chơi nháy thật được nha. Dòng này là chơi nháy thật ok rồi. Tiếp theo là mã số 2. Đây, mã số 2 em có một cây khá là đẹp luôn. Cây này cứ dàn khoen không là đủ tiền luôn. Dàn khoen nó dày cui luôn nè. Dàn khoen Fuji xích nha anh em. Bán là Fuji tem vàng luôn. Rồi, thì cây này độ dài của nó là độ dài 2m7 luôn nha. Cây này dài 2m7, cứng M luôn nha. Cây này để MT nè. Đó, thật cứng đó. Nói chung là dòng này dòng nháy thật, hay là anh em chơi Seabass, anh em đánh địa hình trống đó nha. Rồi, đây khoen điều 3 của nó, trời ơi, khoen kìa. Bộ khoen Fuji xích nha. Cây này là khoen Fuji xích nguyên zin hết trơn. Độ mới cũng là 85% trở lên. Đấy. Rồi, cây này độ dài là 2m7 nha. Rồi, cây này mã số 2 em để cho anh em với giá là 1.2 triệu nha. Dòng khoen xích đẹp quá đẹp rồi. Cây này dòng khoen rất là to luôn nha. Anh em là muốn chơi khoen mà cứng cáp á, thì lấy cây này. Cây này cân nặng của nó là 230g nha mọi người. Mã số là mã số 2, với giá là 1.2 triệu. Tiếp theo là mã số 3. Đây, cây này mã số 3 nha anh em. Nè, mã số 3 là cán gũ bằng. Anh em nào thích chơi cán gũ bằng nhẹ thì lấy cây này. Cây này cũng là một cây cần lua nữa đó. Cây lua 3 khúc nha. Và cái bát của nó thì cây này là bát chạy anh em. Anh em cái bát này anh em muốn để, anh em muốn nâng xuống hay hạ lên gì trong phạm vi này nha. Trong phạm vi từ đây đến đây. Đó là anh em muốn để cái bát chỗ nào cũng được hết trơn nhất. Nè. Thì cây này nó cái bát nó kiểu bát đa năng thôi, cũng giống mấy cây UL đó nè. Đây anh em muốn để bát này thì anh em đây gập lên là cứng khừ ha. Anh em thấy không? Đó, anh em muốn đây, còn anh em không muốn cao đúng không? Anh em muốn hạ về dưới đây thì mình sẽ có là đây, mình sẽ vô dưới đây ha. Đó. Đây. Rồi ok thôi. Rồi, thì cây này mã số 3. Cán gỗ bằng, cây này khá nhẹ, dàn khoen là Fuji phản quang nha. Carbon nha anh em, carbon sấn gân 3D á nè, còn mới cáo luôn. Thì độ mới cũng như là mấy cây trước thôi, 85% trở lên. Đây, cây này của Olympic nha, hãng Olympic dòng nội địa Nhật. Nè, cây này lua của nó là 7-20g, độ cứng cây này là ML, độ dài là 3m3 nha mọi người. Đây, xanh 3m3 nè, 10. Đó, 3m3. Rồi, thì cây này cân nặng của nó là 225g nha. Mã số cây này là mã số ok, mã số để đâu rồi ta? Cây này mã số 3 nha mọi người. Nhớ em có đánh mã số rồi mà. Mã số 3. Cây này mã số 3 để cho anh em với giá là 850 nha anh em. 850k. Đó. Còn khá là mới luôn. Hàng nói chung hàng đẹp đẹp mới không à. Tiếp theo là mã số 4. Đây mã số 4 tới mấy cây này là mấy cây cặn cũng khá là ok nè. Một cây YZM ha. Một cây là Sati
size Sati ZM. Đó. Độ dài của nó là 2m7 luôn. Cây này độ cứng rơi vào tầm khoảng cỡ chắc cũng cỡ là MH đó anh em. Cây này cỡ MH nha. Mấy cây này anh em đánh giá thật ngon. Lua là 10 đến 40 gram. Còn lai là anh em đánh được từ 10 đến 20 LB dây á. Rồi, bát là bát Fuji, dàn khoen là khoen Fuji luôn. Cây này còn mới lắm, cây này em bao cho anh em là 90% trở lên nha. Rất là đẹp. Còn mới lắm, mới luôn. Nè, dàn khoen nè. Khoen Fuji xứ xứ đen. Đây. Mới cáo luôn anh em. Nha. Rồi, cây này cân nặng của nó là 195 gram thôi. À, anh em muốn chơi nhẹ nữa, 195 gram thì lấy cây này. Rồi cây này mã số 4 nha. Giá là 1.150.000 anh em. Tiếp theo mã số 5. Đây, mã số 5 thì em có một cây Subara Majorcraft. Nè, dòng Majorcraft. Đây, Majorcraft này cũng là hạng dòng C-Bass rồi anh em. Dòng này cũng là hàng hạng cho anh em là chơi lua mồi nặng rồi nè ha. Cây này dài 3 mét anh em ơi. Độ cứng của nó để em mờ, nhưng mà thật sự cây này nó cứng, thông số nó bằng cỡ MH của mấy cần khác á, thì nó lua là 15 đến là 42 gram nha. Cây này lai 8 đến 20 LB. Cây này em nghĩ là cỡ nếu mà độ cứng thật á, độ cứng thật mà theo em cảm nhận của em á, thì cây này cứng cỡ MH nha mọi người. Rồi, cây này anh em nào chơi nhái thật, anh em lua gền được đó. Chibat dòng đánh gền thì quá là ok rồi. Đây, hiệu con cá này, cá bóng mú rồi mà. Đây, dòng Chibat này, dàn khoen của nó là dàn Fuji nha. Nè, còn khá là mới luôn. Hai khúc 3 mét. Bữa nay về cần lua phải nói mấy cây cần lua dài dài không à. Rồi cây này mã số là 5 nha anh em, giá là 1.450.000 nha. Rồi cân nặng của nó. Cân nặng là 200 gram anh em ơi. Cây này độ mới cũng là 90% trở lên. Tiếp theo, mã số 6 đây, mã số 6 là cây này là cây VIP nhất trong bầy luôn. Ha. Dòng này thì anh em nào mà chơi những cây cần Majorcraft lâu năm thì mình biết cây này nha. Đây, cây này dòng hồi đó nó mới ra là giá độc hợp tầm khoảng cỡ trên 5 triệu nha. Nè, Majorcraft dòng Skyro nha. Skyro vậy nè. Skyro gì đó. Nè, cuộc C-Bass. Đây, KSKR ha, in 962M. Cây này dài 2m88 nha. 9.6, nó lua là 15 đến 42 gram, độ cứng cỡ MH các anh em. Nó để M với thật độ cứng nó cỡ hơn. Cây này đánh BE là mát là 2.5, còn anh em chơi là 8 đến 20 LB. Nè, cái độ tải độ dây 8 20 LB, chàng khoen là Fuji xích nè. Đó. Fuji xích KR. Đây cây này mấy ông Nhật cũng thay cái bu rồi nha anh em. Nè, ông thay cái bu xích cho anh em nè. Đây, bu xích này khá là đẹp. Xích chân đen nha. Đó. Rồi ok, cây này đây cái phôi của nó là phôi nè, phôi sắn nè, phôi sắn đẹp lắm luôn ha. Anh em nào tìm hiểu cây này đi ha, cây này giá mới nó ở trên 5 triệu á. Rồi ok, cây này cân nặng của nó chỉ có 150 gram thôi. Quá là nhẹ luôn. Ok, cây này anh em nào lấy mã số 6 nha, giá là 2.5 triệu nha mọi người. Nè, 2.5 triệu, độ mới cũng khá là cao nha anh em, 85 đến 90% trở lên. Rồi, cây này mã số là mã số 6, đúng rồi. Tiếp theo mã số 7. Đây, mã số 7 là những cây dòng phổ thông giá tốt cho anh em mình chơi nha. Nè, cây này hàng Korea. Cây được sản xuất ở Korea nha anh em. Made in Korea. Rồi cây này dòng khoen của nó là khoen Bass Fuji, khoen là khoen hãng nha. Khoen hãng này xứ rất là bóng luôn nha. Đây dòng Spawn by. Spawn by. Cây này độ dài của nó là 2m4. Lua là 10 đến 28 gram thì cây này độ cứng cỡ ML. Cây này cứng ML nha. Anh em nào chơi ML thì lấy cây này. Đó, thông số của nó đánh BE mát là 1.5 nha. Ồ, cũng ok lắm nha. BE mát 1.5 thì quá là ngon rồi. Đây, 10 đến 28 gram thông số. Ồ, cái fan đều ba rất là to luôn. Đó, cây này độ mới cũng 90% trở lên, bắt được cái Fuji nữa nè. Rồi, cân nặng cây này. Cây này cân nặng của nó là 170 gram nha. Mã số cây này là mã số 7 với giá là 600k nha mọi người. Cần carbon hết, tất cả hôm nay là cần carbon hết nha. Ba ơi, bắn thuốc cho. Rồi tiếp theo là mã số 8. Đây,
Mã số 8 em có một cây cần lua carbon. Đây, lua carbon. Dàn khoen của nó nè, dàn khoen cũng khá là đẹp nha anh em. Cây này là dòng khoen bát hãng nha. Đây, khoen bát của nó là bát kẽm anh em ơi. Đó, đô lua là 14 đến 40 gram. Cây này độ cứng MH, dài 2m4 nha, 8 feet, dài 2m4, độ cứng MH cho anh em mình luôn. Nè, không anh em nào muốn chơi đồ cứng MH thì đính giấy thật đồ đó, giá rẻ đó thì mình lấy cây này nha, hàng carbon. Cây này giá chỉ có 500k thôi mọi người. Mà số 8 nha, cân nặng của nó là, cây này cân nặng là 320g nha, mà số 8 giá là 500k. Giống cũng nó cũng bị chen cây số 8 thôi, cũng là cứng MH nhưng mà nó độ dài là 2m7. Đây, trên nhau một cái độ dài là 2m7 rồi. Lua thì dòng nè, thông số thì cũng như nhau, cũng cứng MH thôi. Nó anh em lấy thích 2m7 thì lấy cây số 9 nha. Cây số 9 là 6 rồi, giá là 600k nha mọi người. Đó. Nè, mới lắm, 90% trở lên hết, cán hở 3 khúc mút IVA. Này. Rồi, tiếp theo mã số 10. Đây mã số 10 là anh em thích chơi dòng Seabass. Dòng Seabass thì bữa nay em có một cây Seabass cán gỗ bằng. Ha, à, cán gỗ bằng thì nó khá là nhẹ. Đây, khoen bát cũng là khoen bát hãng nha. Cây này hơi bị đóng muối xanh xíu. Nè, bị đóng đuôi xanh. Đó. Thì cây này độ mới của nó tầm khoảng có là 80% trở lên. Cây này độ cứng ML dòng Seabass nha anh em. Chính dài 2m7. Hạt xanh của nó là ML nè. Lua là 7 đến 35 gram nha. ML 75 35 gram thì cây này độ cứng thật nó cỡ M rồi. Nè, cứng thật cỡ M rồi, nảy lắm nảy luôn. À, cỡ M cứng bằng cần những cây M trước nha anh em. Đó, để cho anh em biết cái độ cứng thực của nó, anh em chọn cần cho nó phù hợp. Ok, cây này 8 đến 16 lb đến anh em chơi dây là 8 đến 16 lb. Dòng Sati Ginger Seabass nè. Nè, dòng cây phôi của nó là phôi chuẩn carbon luôn, sắn gân 3D. Đó, rồi cây này dòng giá rẻ cho anh em mình chơi nhé. Ok, cây này mã số 10 em để cho anh em với giá là 650 nha, 650. Cái này cân nặng của nó là chỉ có 190 gram thôi. Ok, tiếp theo, mã số là mã số 11. Đây, mã 11 thì em có một cây nối gốc nha. Cây này là một cây cần dựng của mấy ông Nhật anh em ơi. Những cái cần thủ công của nghệ nhân Nhật thôi. Đó, đây. Cần nghệ nhân, bát là bát Fuji tem vàng. Cái bát này cũng giá cũng cao lắm á. Đây, một cây cần là mấy ông Nhật này ổng quấn cho anh em là cái chỉ kim tuyến quấn hết cần và đi keo luôn nha. Dàn khoen là khoen Fuji. Đây, dàn khoen Fuji quá đẹp, cây này cần rồi. Anh em không chơi, anh em về sưu tầm. Thì cây này cái đọt tháp đặt nha. Chỗ dưới đây là carbon, nó chỉ có tầm 22 tấc là carbon ở đây thôi. Còn ở đây là nó tháp đọt đặt dưới đây. Đọt đặt từ chỗ này lên tới cái đọt, nguyên cái đọt luôn. Cây này cũng như là một cây cần đặt rồi anh em ơi. Ha, nó cũng như là một cây cần đặt rồi. Đây độ cứng, độ cứng cây này dao động tầm khoảng cỡ là 80 nha. Độ cứng là 50 đến 80 anh em. Nè, cái độ cứng của nó nè. Thấy không? Cái dàn khoen đi quá trời đẹp rồi. Đây, dàn khoen đi chỉ nè. Còn cái nó bu là chống sắn luôn nha. Ồ, quá ok rồi. Đây, anh em muốn chơi bạo lực mà muốn cẩu cá mà dính con cá vài ký, anh em muốn dở lên luôn á thì lấy những cây cần này nha. Bao anh em là nhắc cá nhất tỉnh 5 ký luôn. À. Rồi. Cây này độ dài của nó thì độ dài là coi 1m2, 1m4, 1m6 anh em ơi. Cây này 1m6, dạng là dạng nối gốc cũng như là một những cây cần giống là những cây cần đánh trôi linh á. Ha. À, này nói gốc kiểu như trôi linh nha. Rồi ok, cây này cân nặng của nó đi. Cân nặng của nó là 350 g. Và cái giá thì em để cho anh em với giá là mã số 11 giá chỉ có 650 thôi. Ha, 650k anh em thấy một cây cần rất là chắc rồi. Ha, vừa chơi vừa sưu tập. Cần không đụng hàng. Anh em chơi là không bao giờ mà đụng hàng với ai hết chứ một cây cần. Rồi ok, tiếp theo là mã số 11. Đây 11 thì phải mã số 12 chứ. Ok, này là mã số 11 rồi, đúng rồi. Trời, cây này mã số 11 đúng nha. Tiếp theo là mã số 12 anh em ơi. Đây mã số 12 là em có cây cần này. Cây này là một cây cần đặc nha. Một cây đọt đặc. Độ cứng là 60, dài 1m8. Dòng này thì em về cũng khá là nhiều. Dàn khoen là khoen hãng, bát thì bát được cái bát bát cũng bát hãng luôn anh em ơi. Ha, bát hãng theo cần luôn. Cấm gốc. Nè, cấm gốc đọt đặc anh em, đọt đặc sở tinh nha. Nó dàn khoen của nó này, dàn khoen cũng còn khá là mới nha. Đây khoen rất là nhiều luôn. Cây này độ cứng 60. Ừ, độ cứng 60. Đó. Dòng này thì khá là nhiều anh em tìm. Thật sự là rất là nhiều anh em tìm á, anh em là chốt nhanh thì còn cây này nha.
Rồi cây này mã số 12 em để cho anh em với giá là 550 nha mọi người. Đây, dòng là Solar Hunter. Cứng 60 và mét 8, cây này cân nặng là 230g nha. Đó. Cần đặt nha. Độ cứng 60 thì quá là đã rồi. Tiếp theo, mã số 13 em có một cây. Đây, mã số 13 em có một cây cần rút mini, em còn một cây cuối nè. Em sẽ bán cho anh em giá tốt. Không còn. Rồi, đây một cây cần giá rất là tốt cho anh em mình chơi. Em còn một cây này thôi. Đây, một cây cứng 10 dài 2m7, cần rút mini carbon nha, lâu lắm mới về. Cây này spin bed anh em, cứng 10 dài 2m4. Cây này cứng thực của nó tầm 20 đến 25, chứ không phải là cứng 10 đâu. Chứ không phải là đọc cứng 10 đâu. Độ nảy của nó cỡ 20 25 những cây cần khác á. Cây này cây Ryobi, được sản xuất ở Korea, carbon sấn gân, độ mới 3 anh em 85% trở lên. Cây này em giảm giá cho anh em mình chơi, còn cây cuối nè. Đó. Đây, dàn khoen Fuji, dàn khoen này về anh em mình vệ sinh lại. Cây này còn khá đẹp nha. Đây, bát của nó nè. Bát là bát Fuji luôn nha. Nắp đít kim loại. Nắp chụp đầu đầy đủ luôn. Thì cây này cân nặng của nó, cây này cân nặng chỉ có 146g thôi. Đây, nắp chụp đầu đầy đủ, anh em về chỉ là chơi thôi. Thu gọn của nó là 40cm, hai rang tay của mình nha anh em. Rồi, cây này mã số 13, em để cho anh em 650 nha mọi người. Một cây cần khá là đẹp. Tiếp theo, mã số 14. Đây, quá ok đúng không? Lâu rồi em mới về được, lâu rồi mới nhìn thấy được những cây cần này cán mấy chèo. Đây, những cây cần này cán mấy chèo. Đây, một hai cây đai qua dòng Space Eco phiên bản đặc biệt nha anh em. Nè, cán mấy chèo phen lá quá đã luôn. Nè, một cây cứng 120 và cây cứng 30. Nè, hai cây này giống nhau thôi, anh em có điều kiện lại lấy hai cây này về sưu tầm chơi. Rồi, đầu tiên em giới thiệu cho anh em cây mã số là mã số 14 nha. Đây, cây mã số 14. Quá đẹp rồi, độ mới là 90% trở lên. Đây, dàn khoen lá xích nha anh em. Cây này cứng 120 dài 2m. Đó. Đây, cây này được sản xuất ở Taiwan, dòng Daiwa HZ nha. Cứng 120 dài 200. Khoen dài 2m nha. Ok, cây này anh em nào đây, bát là bát đời cao. Đó, cân nặng của nó đây. Cân nặng của nó là 250g nha mọi người. Rồi, cây này mã số 14, em để cho anh em giá là 1.250.000 nha. Nè, quá đẹp một cây cần rồi. Tiếp theo là một cây cần mã số 15 cũng vậy luôn. Mã số 15 thì chuyên về cho anh em câu cá chép, câu cá rô phi được chơi, câu ngâm được ha, câu tàu thuyền, câu biển, câu cầu cảng nha. Rồi, cây này độ cứng, độ dài của nó là 2m7. Độ cứng là 30 ha, cũng y chang thôi. Nè, phôi là phôi sấn gân, cũng y chang thôi. Độ mới thì cũng y nhau. Đó, em bán thì đồng giá cho anh em luôn, cũng là 1250 luôn nha. Cây này mã số 15 cũng là 1250 cho anh em mình chơi luôn. À, rất đẹp. Tiếp theo là mã số 16. Đây, 16 em có một cây cần. Một cây cần này của Alpha Taco anh em ơi. Alpha Taco sơn chim tiếng đẹp lắm. Giờ cây này phen nhỏ nha. Dòng Micro phen nha anh em. Dòng Smith Row phen nhỏ. Nè, cây này anh em có thể là mình đánh máy điện nha. Cây này chơi máy điện hoặc là anh em chơi máy ngang á. Cây này đánh máy ngang là hợp lý nhất nha. Cây này kiểu đánh máy ngang hợp lý. Máy ngang anh em câu biển rồi. Nhưng mà anh em chơi máy đứng thì vẫn được thôi. Không sao, tại vì cây này không có cái ngạnh cái gờ. Anh em cũng chơi máy nào anh em chơi thôi. Nè, phôi của nó thì khá là đẹp rồi. Thì cây này độ dài của nó là 2m65 nha anh em. Dài 2m65. Đây. Ở đọt ở trên là đọt đặt nè, tháp đặt. Cây này độ đây, cây này tải trọng của nó để là 80 đến 120 nha, tải trọng 80 đến 120. Thì cây này độ cứng em rơi vào tầm khoảng cỡ 50 đến 80 thôi nha. Độ cứng của nó cỡ 50 đến 80. Nếu mà anh em nào mà chơi được những cây cần này á, thì mình lấy nha, khá là đẹp rồi. Dòng phen của nó nè, phen của nó là phen xích hết anh em ơi, phen Fuji xích nha. Cây này của hãng Alpha Taco, của hàng Korea Alpha Taco. Còn dễ cá nè, nhớ mấy ông Nhật cũng câu còn dễ cá nè mọi người. Đẹp quá đẹp cây cần. Không? Cây này em bán giá cũng rất là tốt rồi. Đây mã số 16, cây này giá là 950 nha. Rồi.
anh em là lấy cây này thì giá là 950, em sẽ cân nặng cho. Cây này cân nặng của nó là 220g nha mọi người. Rồi tiếp theo em có một cây ba khúc quá đã rồi. Cây ba khúc này lâu đó, lâu lắm rồi mới gặp lại nó này. Đây một cây tú rồ manh của ông Đại Hoa ha, cây này dòng là chuẩn nội địa Nhật rồi, dàn khoen là Fuji xích hết, bát là bát Fuji ha. Cái bát thì hơi bị chốc sơn chỗ này xíu. Đây cái phôi nè, cho anh em xem kỹ cái phôi sắn của nó ha. Nhìn cái độ sắn phôi thì anh em biết là một cây cần nó rất là tốt rồi. Amufa Whisker, cây này của nó là tú rồ manh, cứng 50 dài 3m3 nha, đẹp quá đẹp. Cái phôi này đẹp lắm. Chỗ này thì cái dòng kim loại nè, dòng kim loại chống nổ lóng á, bên đây thì nó đã bị xuất ra rồi. Mấy ông Nhật cũng ông dán ông đi chỉ lên nè. Đó, ông đi chỉ lại cho anh em nè ha. Đó. Đây bu là cũng là bu xích môi chề. Nói chung là cây này là full vàng phen xích rồi. 53m3. Cây này cân nặng của nó, cây này cân nặng của nó là 430g nha. Đây, cái kén khá đẹp luôn. Kén trong đây thì nó làm bằng lại nè. Đây, thấy không? Khớp nối cũng khớp nối được cao nữa. Rồi ok, cây này mã số 17, giá là 1,5 triệu nha mọi người. Ha, cây này tầm khoảng cỡ 2 năm về trước em bán trên 2 triệu. Ok. Tiếp theo, mã số 16. 12, 17 đi lộn nhầm. Mã số 17, 17 là 1,5 triệu. Tiếp theo mã số 18 nha. Em nhầm mà. Rồi, mã số 18 em có một cây cần máy ngang anh em ơi. Một cây Abu nha. Một cây Abu máy ngang. Độ dài của nó là 1m. Cây này 1m70. Đây coi em đo độ dài thực tế cho nha. Thông số ở đây thì không thấy độ dài. Cây này 1m78 anh em ơi. Độ dài tầm khoảng 1m78 nha. Nó anh em nào chơi được 1m78 thì lấy cây này, độ cứng, độ cong của nó là 82 nha. Và xanh của nó là 82, độ cong nó cong cái đọt thôi. Thì anh em nào chơi lua thì cứng cỡ M hoặc là MH khỏe luôn. Cây này cứng cỡ M trở lên nha. M đến MH đó anh em nè. Cái độ cong nảy của nó nè, rất là thẳng luôn nha. Cây này cứng cỡ MH luôn á. Rồi, cây này là một cây cần Abu. Dàn khoen của nó là khoen Fuji xích hết. Nè, khoen xích hết, bù của nó nè. Đây, cây này em nghĩ đó là hụt đọt nha. Cây này hụt đọt tầm khoảng cỡ 5cm quá. Đây, cây hụt đọt cỡ 5cm nha nè. Đây, nên cái này không bằng nhau nè. Đó. Rồi, cây Abu này cũng rất giá trị. Rồi, ok, cây này anh em nào lấy. Mã số là mã số 18. Cân nặng của nó là 110g thôi. Rồi, đây thông số của nó đây. Anh em đánh BMS là 1.5 nha. Cây này để là 5 đến 15 là chất tải trọng quá. Rồi, dòng Abu đề cao này được sản xuất ở Trung hết. Ok, cây này mã số 18, anh em nào lấy là giá 850 nha mọi người. 850. Tiếp theo mã số 19 đây. 19 em có một cây cần Shimano, còn cái bao vải luôn nha. Thì cây này câu thế loại gì thì em biết mà, nhưng mà cái phôi nó rất là nhỏ gọn nha. Lua thì em phải không biết phải lua không. Đây, lua hay là zít không biết. Em nghĩ cây này một cái thể loại chất zít quá. Một loại zít nhẹ đó anh em ha. Loại loại này là loại zít nhẹ nè. Này. Quá đẹp cây này, cây này em bao anh em mới 95% trở lên, một cây Shimano. Ừ. Dòng đời cao được sản xuất ở Trung. Bát nè. Cây này dòng cần máy ngang nha. Nó để là số 0 2m7 nha. Cây này nó số code đầy đủ, mã số code của cây này là 23899 nha. Dòng là dòng Bayria nè, Bayria nè. Đi, mới lắm mới luôn, dòng phen xích ở trên là xích lá nè. Đó. Em nghĩ cây này là một cây cần dít nhẹ đó. 2m7, anh em thấy loại dít cầu cản rồi hay là dít trụ điện được. Mới ngang nha. Anh em nào lấy. Cây này em nghĩ độ dít dít chắc cỡ tầm khoảng chớ 150g đủ về. Ha, cây này thể loại là dít cỡ 150g đủ về. Đó. Cây này thì em bán cho anh em với giá là 1,2 triệu thôi. Em cũng không biết giá trị thật của nó nữa ha. Em về theo cái lượng cái hàng của em phân thôi. Rồi cây này mã số 19, anh em nào lấy mã số này. Giá là 1,2 triệu. Cây này khá nhẹ nha anh em. Còn đẹp lắm, đẹp luôn. Cây này chỉ có 95g thôi. Bao vải đầy đủ luôn ha. Đó, cây này nói chung là nó cũng đủ. Nó cứng cỡ 30 bên cần 2 khúc.
mã số 19 giá là 1,2 triệu. Tiếp theo mã số 19 rồi tới 20 là cây này cũng còn bao vải luôn, một cây Hichi nha, một cây Hichi đời cao anh em nè, khoen của nó nè, carbon hai da nha. Cây này là một cây cây Suzumi nha, Korea, quá đẹp luôn, độ mới cũng là 95% trở lên. Cây này tên là Multimix, cái sắn của nó giống cái sắn kiểu da gắn của mấy cần đại qua dàn khoen Fuji. Cây này cũng cây Hichi ba khúc nha, dài 3 mét, độ cứng em nghĩ tầm khoảng cỡ là 5 đến 10. Cây này độ cứng chắc 10 quá 10 15 gì đó. Đây để em đút vô xong cái em coi độ cứng cho này. Đây cây này anh em cầu quay cảm giác là nguyên cây nè, công là công cỡ này, công nguyên cần đó. Một cây Hichi 3 mét 3 khúc, dòng này cũng khá là hiếm đó. Lâu lắm mới về được một cây Hichi đẹp như vậy nè, 3 mét 3 khúc. Đây carbon đó, của Suzumi. Rồi cây này cân nặng của nó là 159g anh em. Rồi em để cho anh em với giá cây này thì mã số là mã số 20. Cây này giá 950 nha, mã số 20 950k. Tiếp theo mã số 21. Tiếp theo là mã số 21 nha. Đây mã số 21, cây này là một cây cần, một cây cần Hichi nữa. Đây một cây cần Hichi nữa nha. À đây một cây Hichi bát là Fuji Tanlit nha nè. Này dài 2m4, cây này 2m4, dàn khoen là Fuji xích toàn thân luôn nè, xích hết trơn luôn, lâu rồi mới thấy một cây xích Fuji xích. Cây này độ cứng cỡ 10 nha nè, độ cứng cỡ 10 đây qua. À, dòng này thì dòng được sản xuất ở Taiwan nha, cũng đây qua đây Taiwan, mã số code đầy đủ nha anh em. Đây dàn khoen xích chân đẹp lắm, đẹp luôn đó, độ mới ba anh em cũng là 90% trở lên nha. Rồi cây này mã số 21 giá là 750 nha anh em, bán cho anh em giá này cũng như là bộ khoen. Rồi mã tiếp theo, cây này cân nặng chưa cân nặng nha. Rồi cây này cân nặng là 140g nha. Tiếp theo là một cây cần Hichi nữa, một cây Hichi hai khúc. Hai khúc, cây này có hai cái đọt thay thế luôn. Đây tem nhật đầy đủ. Cây này một đọt cứng 10 nha, một đọt cứng 10 và một đọt cứng tầm khoảng cỡ là đây, một đọt cứng 10, một đọt cứng 15 đến 20. Nói vậy đi. Đây, mới cáo luôn, cũng là 90% trở lên dòng khoen Fuji hết. Nè, hai cái đọt. Em căng cho anh em là hai cái đọt luôn nha. Hai cái đọt luôn mà căng nó chỉ có 110g thôi anh em. Nha, cây này một đọt em nghĩ tầm khoảng cỡ 90g quá. Sensorip. Rồi cây này mã số 22 giá là 700 nha. Một cây Hichi. Đó anh em câu bè câu mực đồ nè. Lấy mấy cây Hichi này hơi bị ngon. Tiếp theo là mã số 23 cuối cùng. 23 này chưa, còn một cái máy nữa. Đây, còn một cái máy này nữa. Đây mã số 23 này. Cây này quá đẹp rồi, một cây giả trúc nha anh em. Phen xích hết trơn luôn nè. Thì cây này nó là kiểu cắm lỡ anh em. Cắm lỡ đọt có đọt dấu thân ha, đọt ở trong đây đọt đặt nó dấu thân. Cây này dài 1,5 mét thôi. Nè. Độ cứng cây này em nghĩ là độ cứng cũng cao lắm nha. Cây này tại vì nó cắm cái đọt, nó chỉ cong cái đọt thôi anh em, nó cong là 1.9 đó, kiểu là cong cái đọt thôi nè, thấy không? Đó. Nè cong nè. Cây này độ cứng tầm khoảng cỡ 50 đến 80 tới cỡ 80 luôn đó. Đây, 1,5 mét nha anh em. Nó dạng như là dạng Hichi đó, nhưng mà nó dòng cao cấp hơn. Bát Fuji Tanlit dài 1,5 mét. Cây này cũng Alpha Trucco, được sản xuất ở Korea nha. Quấn mây rồi đầy đủ hết trơn, độ mới 90% trở lên. Khá đẹp. Một cây cầm. Đó, anh em câu xong rồi anh em cái đọt của mình là dấu thân. Nha. Khoen là khoen ở trên là khoen chống sắn nè, Fuji xích chống sắn hết trơn. Fuji xích lá nè ha. Đó. Rồi ok, tiếp theo cây này mã số là mã số cân nặng đi. Cây này cân nặng của nó là 120g thôi, mã số 23 giá là 700. Tiếp theo mã số 24 cuối cùng. Đây 24 cuối cùng em có một con máy Biometer. Biometer 2,500. À, quá đẹp phải không? Con thì quá đẹp đúng không? Dòng đít nhọn nha, dưới đây thì có hơi chốc sơn xíu. Nè. Đây. Rác còn nha.
Con này là Made in Japan nên em Spio Master hàng gửi hàng Japan. Con này đời chắc 2005 quá. Đẹp lắm nè. Máy quay nhẹ trơn. Đó anh em nào muốn con này anh em gáp với cây cần lua trước rồi nè. Cây nào cũng được hết trơn nha. Máy hàng gửi này chơi là ngon rành rồi. Rồi con này giá là 1.2 triệu nha mọi người, mã số 24 cuối cùng. Rồi, chào anh em mình ạ.